video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái tuyệt chiêu bạn có thể là kết nối giữa cái máy Nintendo Switch và cái máy Bevita, có thể là chơi cùng nhau trên cái hệ game Rejoin. Ok, mình sẽ test thử game trước ha, rồi mình sẽ thử các bạn. Mình đang sử dụng là cái máy chính là cái máy bên Switch các bạn, còn máy phụ là máy bên Vita. Đây là máy 1 nè, còn đây là máy 2 nè. Ok, mình sẽ vô game mình chơi thử nha. Bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình. Cái đường link mua hàng mình sẽ để dưới phần tải, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng hoặc là liên hệ Zalo trực tiếp với mình. Mình sẽ xây hành trước nha. Thì cái đường link mua hàng sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có nhu cầu mua máy hack máy hoặc ấy game cứ liên hệ trực tiếp Zalo với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Các bạn có hack máy dưới bình luận mình vừa giúp mình nghe. Thì hiện tại con Switch này máy full box 99 là 5,2 triệu, máy sạc hệ 256GB và mình sẽ bảo hành cho các bạn là 3 tháng máy không bóc 99. Còn máy Vita là máy, nếu mà máy mà không hợp á, máy 98% là 3,5 triệu, máy sạc hệ 128GB và bảo hành 3 tháng. Để vô chơi thử nha. Đây là đèn hai người này, mà mình tạo độ khó cho game mình xây vậy. Mình bắn cũng không được nó bắn cũng không mình được mình. Em đang đi một này, đang thử đang cái chế độ xài nghe. Xếp lại nếu mình quên, mình xây bằng cái các bạn xây bằng cái mà cái xong á. Xây bằng cái xong thì mình sẽ bắn được nó, còn mình không xây bằng xong thì mình không bắn được nó. Đây mà mình xây xong mà nó bắn được cái đại bàng của mình luôn vậy. Vẫn là đang chế độ hai người nha. Con màu xanh là sẽ bên con Vita các bạn. Con màu bên máy màu trắng là con xanh lá nè. Đấy, nó bắn vào được, chết bà quá. Thì mình sẽ thử chân cái game khác đi ha. Đây là cái nguyên bản nè. Thử cái game khác, ví dụ như mình thử cho con cha nha các bạn. Con cha mình cũng đã thử nhiều lần rồi, mình chọn một cái game khác đi. Xong rồi thử rồi, chip đeo thử rồi, chip đeo nhưng cũng đi hai người các bạn. Cách bên đây làm nó cũng tương tự các bạn, giống như là kết nối giữa hai con Switch với nhau hoặc là kết nối giữa hai con Vita với nhau. Nó hôm nay đi được hai người các bạn. Nét lên các bạn vẫn chọn là hot. Máy chủ của mình là đang coi con màu xanh, còn con máy phụ là sẽ là con máy trắng.
khúc được luôn. Đi hai người cùng lúc mình sẽ ở cái chỗ Mighty Phương Phai. Ông xem trong đây có chỗ đá bóng nè. Setting ở đây các bạn nè, để ý cái phần IP các bạn nè, IP nè 192.168.100.126 thì tương tự cái máy bên đây, các bạn phải kết nối đó, các bạn vô phần setting, sau đó các bạn vô cái phần network nè, ở đây này có địa chỉ IP nè, các bạn nhập vô server address nè, các bạn nhập cái địa chỉ IP vô hơi 192.168.126 nè, giống cái số IP bên đây. Rồi sau đó tới cái phần net latency port, các bạn xem cái máy bên đây nó là cái gì. Nếu mà bên đây nó đang là 192.168.100.126, các bạn sửa lại, các bạn bấm, chỉ cần bấm nút vô thôi. Muốn xem được cái đó các bạn phải vô phần setting nè. Network đây. 55435.
đó. Rồi sau đó các bạn xuống user, các bạn đặt một cái tên gì đó, mình đang đặt là 456 thì các bạn muốn đặt cái gì cũng được, 456. Cái máy bên đây thì tương tự, các bạn cũng phải đặt username cho nó. Đây, user nè, 123. Rồi, tiếp tục thì mình vô cái phần like content, rồi mình sẽ chọn game. Ví dụ như mình sẽ thử cho con trà. Rồi, bên này cũng vào game. Nhớ phải cùng một mạng wifi ở nhà nha. Rồi, đây các bạn nhấn cộng trừ. Rồi các bạn sẽ chọn phần netplay, bạn vô host. Hàng này là máy chủ. Thì đương nhiên này máy chủ các bạn phải đặt theo cái IP của nó. Còn nếu như hàng này là máy chủ, các bạn phải đặt con switch này theo cái server của thằng này thì nó sẽ kết nối vô được. Còn kia nó đã là host rồi, mình dùng netplay còn cái host của mình thôi. Số game rồi, các bạn có thể thử chút. Đây là những cách mà để các bạn có thể kết nối được giữa con Switch và người ta để bạn có thể chơi được Pichu. Thì tiếp theo bạn có thể để cái bình luận mình vô giúp mình nha. Video của chúng ta đã không? Cảm ơn các bạn đã xem video này.